Hiền kính chào mà cô chú anh chị với các bạn nha. Hôm nay đi theo anh Út bắt cá bóng sao. Út có biệt danh thánh bắt cá nè. Cố gắng lên anh. Sao rồi, đứng lên nữa. Có đụng nó không? Cá bóng sao á, cô chú anh chị là nó có cái dấu đi sình vậy nè. Mình thấy cái dấu mới gì chứ mình tăng theo. À, đó, đó. Được không? Còn cái hang này. À, đây. Cái hang đó. Nó đó, thử cái hang đó coi. Đây, cô chú anh chị. Nãy nó rửa lên em cái. Đâu vậy? Đây, đó là cá bóng sao á, cô chú anh chị. Từ mà mùa nước mặn cái nó lên đây, nó sinh sống lại luôn. Nãy đi dọc đường bắt được con nè. Cái dòng sông này, cái dòng sông gì đó Út? Cầu nước chảy hả? Dòng sông nước chảy hả? Dạ. Hôm nay mình đi có lĩ đó, cô chú anh chị. Các bạn lại lĩ. Dạ, cô chú thấy rồi. À, hôm nay là thứ bảy. Con lĩ với anh Út là làm công ty ghế thứ bảy được nghỉ. Mấy anh em cùng đi bắt cá sao về nướng muối ớt. Con này khó bắt lên cô chú anh chị, chỉ có là thấy hang đó thì mò bắt, cái hang nó sâu lắm, sâu lắm luôn. Anh thấy cái tay ảnh là thấy tới cái nách luôn rồi, có khi sâu hơn cái nách nữa. Cái đường này đi bơi hoài ra là ra ngọn sông Hòa Lộc đó cô chú anh chị, cầu Hòa Lộc. Đây nè, đây ấm thuốc, đâu có hang, ấm thuốc nó nằm má nè, nhảy nè. Nó bậy. Nó mà có hang đâu. Nãy tôi thấy cái cài lên đây nó nhíu vô đây nè. Thấy rồi à hả? Thấy rồi. Nó đụng đuôi. Nằm mà rồi. Nằm mà đi mà nằm đây nó nằm mà. Cái gì? Cá kèo hả anh? Sao? Trời ơi hay thiệt. Cá cá sao gì bắt ra cá kèo xong luôn. Nó kia nghe đâu. Ơi, cái gì vậy? Ơi, bắt lại con gì vậy? Rồi, hết hồn. Rồi, mò bắt cá sao vô con bẻn hết hồn. Nãy giờ bắt cái vô lên anh lội, không bắt được mấy con hả? Bắt túi quần luôn. Yếu. Rồi, nó còn bự bự nữa. Không, đâu. Ồ, chết rồi vậy? Mất sâu quá nó ớt xét. Đó, đó. Đúng không? Này, tưởng là không còn gì để chê nữa. Bao 20 con thấy chưa? Không được. Rửa bớt đi. Nơi dưới đây luôn nè. Này, cá ăn sao thì sao biết nó nằm dưới đất nước còn nó không vô hang. Đừng gan gắn như nãy nữa nghe. Đâu có đụng tính con đó đâu, chứ con khác chứ đụng. Trời, hay quá. Rửa đây. Đây rửa dây rửa này. Con nó nằm ngoài. Chảy con còn bắt lên con hay quá. Cá kèo hả? Để nó đi. Bắt được con cá kèo nó mới hay nè. Đó, cái gì? Cũng đâu phải dễ ăn đâu ha. Để
Vô một lát thôi. Trời ơi, sao vậy hả? Rồi, đi luôn. Ủa sao? Cái gì? Dán đắt rồi nữa thôi đó này. Thằng hàng quá sao? Đi tùm lum đi. Giọt cái hầm bây giờ. Có người. Giọt hướng nào biết hang hầm đâu dưới đây. À. Nhá trong cái thằng cụng đó. Thằng cụng nó mẹ. Cái này thấy khó nuốt rồi. Thấy lưỡi khó nuốt rồi. Không thấy xì nước ra được hang này. Rồi, thằng cụng đi luôn. Thôi vậy bỏ đi. Cho nó sống được sao? Nó nhắc cái này rút rút rồi. Trời, nổ ra luôn rồi. Giọt luôn đi luôn. Da này lại sao mình nhá. Còn cái cùng á. Giờ nó cái lấy leo vô cái mương này rồi. Thì nở vô xuồng canh xuồng luôn, không ra được. Dạ, em có chú anh chị, cái là cầu Hòa Lộc nè. Con này con hả? Được không? Ừ. Ngay ở thất thu hả anh Út? Rồi, bây giờ em về ha. Đâu rồi? Rồi. Nè nó lỗi rồi. Ờ, nó nhảy liền con ghê. Rồi. Có còn được mấy con? Hai con. Hay quá. Có hàng nó sâu vậy, anh chòm tới lắm tới mặt luôn á, cô chú anh chị. Mà cái này ít có mùa nước mặn lên có, người ta đi bắt chứ có hiếm mà ăn không à. Cái này thật sự ở quê đây nè, cứ bắt bán là không có rồi. À. Đây, nó ngon hơn. Ngon không hơn. Còn con lặn túi quần nữa phải không? Sao em ngủ rồi? Đâu ra đây coi. Hay quá. Cuối cùng cũng bắt được đó. Xuống tới nó cứng rồi.
có còn được mấy con? Hai con. Hay quá. Có hàng nó sâu vậy anh chòm tới lắm tới mặt luôn cô chú anh chị. Mà cái này ít có mùa nước mặn lên có người ta đi bắt chứ có hiếm mà ăn không à. Cái này thật sự ở quê đây là cứ bắt bán là không có rồi. À. Đấy, bạn nó ngon ghê. Ở không ghê. Còn con lại tứ quần nữa phải không? Đây, Lý cũng làm được con của chú anh chị. Cái chân sảy vậy ha. Hay quá Lý ơi. Còn nãy giờ nút bắt không à. Trời ơi, con bự luôn nha. Bắt được con xứng đáng luôn à. Hay quá. Ê, con bắt hai con luôn. Ở đó có khi nhà anh bắt ba bốn con luôn. Hay quá. Còn nữa hay vậy? Còn nữa hả? Cá chục quá. Hết rồi. Đập đó là được rồi. Quá. Hay quá. Bắt là hai con luôn, hay quá nữa rồi. Bây giờ nước lớn rồi, bơi về dài, bắt dài dài về. Đi mày. Hai con. Cá bự bự không hả anh ơi? Lớn sớm. Để con nhịn đi. Nhịn lên đi luôn đi. Bắt hay bắt hết đi mình lại. Mình nhịn lên luôn á. Cho nên gì đóng khói lên lắm. Ta hai thống ta lậu lên. Xách vô đi luôn. Đó, đó, đó. Bắt vô hàng khó, vô xuồng bắt khó nữa hả? Tống. Nước cái dồn này nè anh hai. Ôi cá này bự lên lắm. Mình hãy hí cái xôm tờ nữa coi. Ô, chưa. Về á, chế miếng muối vô rộng chút xíu cái lụi cây cái điện công mình nướng muối ớt này nha, cô chú anh chị. Con này mắt này ba con năm con luôn nhóc cỡ quá trời ít gì vậy tại dục lên nhìn thấy gì trời ơi chơi cho đúng mót mà bắt cá bắt thiệt tình bắt cái gơ luôn bắt nung hết cỡ luôn bắt sâu quá à. Lâu cá đang rộng cho nó sạch chút xíu bây giờ đem giờ lấy sàn đốt than nướng cho chú anh chị nướng cái làm với ớt cho cay ha. Chú anh chị, giờ bắt đầu xỏ cây vô nướng, than thì đang cháy đây. Ồ, đây cô chú anh chị, mình lụi cái cây về sao cho nó đừng có bị cong chứ mình dễ lật, dễ trở. Cái thao hơi nhỏ ha. Hơi nhỏ mình nướng hai sức rồi, tại mình để gì cho nó lửa nó này đó. Quá đẹp luôn. Đủ than hơn thì. Đủ, ăn nhiều anh. Mở ha. Tương tương ra. Đây anh Út nãy giờ về thì tắm rửa rồi. Coi đẹp trai này thấy dao phải nhìn ra nãy sinh không. Đây, nướng muối ớt rồi muối nướng vậy là cô chú chị, còn lại muối ớt rồi. Để mới đầm muối ớt rồi. Quá đẹp luôn. Tụi nó chắc cài dữ vậy nha. À. Thì cái video này bắt con cá ống sao cho cô chú anh chị xem.
Ai mà có muốn nhu cầu đi trải nghiệm bắt cá thì anh Út hướng dẫn và dẫn đi bắt anh Út. Rồi. Sẵn lòng không? Đó. Thì còn muốn ăn thì liên hệ với Hiền, thì Hiền có đi bắt thì Hiền dẫn đi chung với anh Út ha. Còn muốn ăn trước thì muốn ăn thì dặn liên hệ với Hiền trước đi. Thì nhờ anh Út đi bắt gọng lại cái này, nếu bắt sống mình gọng được mấy ngày anh Út? Nó được khoảng 3 ngày. Khoảng 3 ngày ha. Dạ. Thôi thì video đến đây cũng đã hết rồi. Xin chào bà cô chú anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Xin chào.